Bộ Thông tin và Truyền thông sắp kiểm tra toàn diện TikTok, xử lý các cây KOL vi phạm pháp luật. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vừa báo cáo Quốc hội, các đại biểu Quốc hội về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số 75/2022 về hoạt động chất vấn liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông. Trong nhóm nhiệm vụ thuộc lĩnh vực báo chí, tuyên truyền, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về các giải pháp quản lý thuật toán của các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới, đặc biệt là TikTok. Từ đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất các giải pháp triển khai tại Việt Nam, siết chặt quản lý, yêu cầu cung cấp các thuật toán gợi ý nội dung cho chính phủ để giám sát việc thu thập dữ liệu, chống gây nghiện, điều hướng thông tin đến người dùng. Bộ Xây dựng Kế hoạch kiểm tra toàn diện hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ TikTok Việt Nam, mạng xã hội TikTok dự kiến thực hiện vào tháng 5 năm 2023. Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý thông tin trên môi trường mạng, nhất là trên các nền tảng xuyên biên giới. Duy trì tỷ lệ ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung xấu độc ở mức cao, 93%. Đồng thời tăng cường đấu tranh để khóa hoạt động các tài khoản, hội nhóm, trang, kênh nội dung vi phạm trên các nền tảng xuyên biên giới, thí điểm giám sát, kiểm tra các nền tảng xuyên biên giới chưa có văn phòng tại Việt Nam. Một nội dung quan trọng khác cũng được bộ quan tâm là nghiên cứu phát triển các công cụ tự động giả quét các hành vi vi phạm về quảng cáo xuyên biên giới. Ngoài ra, Bộ sẽ tổ chức thực hiện, phối hợp giả quét, xử lý các nghệ sĩ, câu âu eo vi phạm pháp luật sau khi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành quy trình xử lý người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật vi phạm pháp luật. Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Bộ đã có tờ trình chính, chính phủ về việc xin ý kiến về xây dựng dự thảo nghị định thay thế nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, trong đó có bổ sung thêm các quy định như yêu cầu các mạng xã hội trong nước và mạng xã hội xuyên biên giới phải định danh người dùng và cung cấp thông tin định danh người dùng cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu, chỉ các tài khoản đã được định danh, xác thực tài khoản với tên thật, số điện thoại mới được viết bài, bình luận, sử dụng tính năng livestream. Chủ mạng xã hội chịu trách nhiệm về việc định danh người dùng, quản lý nội dung livestream, có trách nhiệm gỡ bỏ ngay trong vòng 3 giờ khi có yêu cầu, các mạng xã hội xuyên biên giới chỉ cho phép các kênh tài khoản đã đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông mới được cung cấp dịch vụ có phát sinh doanh thu. Dự thảo cũng bổ sung thêm các quy định khuyến khích phát triển mạng xã hội trong nước, quy định về chặn, gỡ thông tin vi phạm pháp luật theo yêu cầu của bộ, sau khi được sự nhất trí của chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đang phối hợp xây dựng và hoàn thiện để trình chính phủ trong quý 2 này.